Hot 3 Phút xin chào các bạn. Thưa các bạn, video này sẽ bắt đầu câu chuyện đang nóng trong dư luận bằng status của Facebooker Hà Phan rằng sau vụ cô giáo ở Tuyên Quang bị học trò lớp 7 vây vào góc tường xúc phạm ném dép v.v. hàng loạt cơ quan ban ngành vào cuộc có vẻ rất quyết liệt với sự việc chỉ ầm ĩ khi clip được tung lên mạng. Trên tờ Tiền Phong, cô Hờ nói: "Nhiều lần tôi ý kiến, chính lãnh đạo trường còn trực tiếp đe dọa nếu báo cáo nữa sẽ xử lý tôi", cô Hờ cho hay. Cũng theo cô giáo tên Hờ, những hành vi chế giễu sỉ nhục cô xảy ra thường xuyên, nhưng các em học sinh đó vẫn hạnh kiểm tốt nên các em càng lấn tới. Cô Hờ còn nhắc tới nội bộ nhà trường với nhiều người không thích cô do cô thẳng tính. Vụ việc xảy ra, các em quay video chửi bới, khiêu khích tung lên mạng nhằm hạ thấp danh dự của tôi, khiến tôi xấu hổ. Nhưng thực chất, chính các em lại đang mắc sai lầm. Ở đây tôi cũng thương nhiều em học sinh ngoan, học tốt, bị ảnh hưởng, cô Hờ chia sẻ. Nhà trường sợ học sinh hay ban giám hiệu và đồng nghiệp có vấn đề nhìn nhận về cô Hờ cùng sự việc kinh hoàng này, chấm hỏi. Chưa có câu trả lời thỏa đáng nào và clip không được công khai chắc rồi sẽ lại chìm dần vào quên lãng. Giờ đây ở nhiều trường, cả ban giám hiệu lẫn giáo viên không dám nghiêm khắc mà còn chiều chuộng cả học sinh lẫn phụ huynh. Nếu các em được thả nổi, hệ lụy sẽ còn dài. Chiều theo dư luận và dân túy đang là con dao hai lưỡi không chỉ trong ngành giáo dục. Từ bao giờ chúng ta và cơ quan chức năng chỉ chạy theo sự vụ ầm ĩ tuyên bố nghiêm minh, quyết liệt rồi những việc đau lòng như thế vẫn xảy ra? Giải quyết sự vụ sẽ thỏa mãn được số đông và xoa dầu vào vết thương lẽ ra cần giải phẫu để tạm quên cơn đau. Nhưng cứ mãi vậy không khó để thêm những đứa trẻ mất nết như thế. Vâng, trên đây là những tâm tư của Facebooker Hà Phan được rất nhiều người đồng tình. Và lúc này thì thấy đang có khá nhiều tiếng nói được chú ý trong cộng đồng mạng. Ví dụ như Facebooker Bạch Hoàn cũng đang yêu cầu cần cách chức hiệu trưởng trường học ở Sơn Dương, Tuyên Quang, nơi có cô giáo bị học sinh vây đánh, làm nhục, quay video clip và tung lên Internet. Bạch Hoàn viết nguyên văn: "Cuối cùng thì cô giáo khốn khổ ấy cũng được lên tiếng và nỗi khổ nhục của cô có người lắng nghe, ít nhất là một bộ phận công chúng đến thời điểm này đang phẫn nộ cho cô." Làm sao không phẫn nộ khi cả đám học sinh lớp 7 nhiều lần nói lời tục tĩu, sỉ nhục cô, đánh hội đồng cô? Làm sao không phẫn nộ khi học sinh mới nứt mắt ra lại dùng gậy gộc chọc vào bộ phận sờ giờ của cô giáo? Làm sao không phẫn nộ khi học sinh bầy đàn dồn ép nhét xác vào cặp của cô? Tuyệt đối phải phẫn nộ khi cô giáo đã nhiều lần báo cáo lên hiệu trưởng nhà trường, nhưng hiệu trưởng lại cho rằng cô phải tự xử lý, không dạy học được thì nghỉ. Chính vị hiệu trưởng này đã coi thường tính tôn nghiêm của nhà giáo. Một hiệu trưởng không quan tâm lòng tự trọng, không bảo vệ tính tôn nghiêm của nhà giáo thì sao đòi hỏi những học sinh hồng toác về đạo làm trò, biết tôn sư trọng đạo, biết hành xử bình thường như một con người có văn hóa? Phòng Giáo dục Sơn Dương, Sở Giáo dục Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần bảo vệ giáo viên trong trường hợp này. Bạch Hoàn viết tiếp: "Cách chức một hiệu trưởng không biết giáo dục, không đều cao tính tôn nghiêm nghề nghiệp và lòng tự trọng của một con người là việc cần phải làm để trả lại tôn nghiêm cho cô giáo Tuyên Quang và cho cả ngành giáo dục trong mắt công chúng." Vâng, thưa các bạn, còn nhiều lắm những ý kiến của dân chúng, những bức xúc của cộng đồng trong vụ việc này nói riêng và rộng hơn là những vấn đề đáng bận tâm trong môi trường giáo dục nói chung ở Việt Nam lúc này. Đúng như lời ông Huỳnh Phước Sang đã viết, vụ cô giáo bị học trò hỗn láo xúm hành hung, con nít luôn là sản phẩm của người lớn. Nó phản ánh tư duy, đạo đức, tâm hồn của cha mẹ, thầy cô và xã hội mà tụi nó đang sống mà thôi. Vâng, thì ra bây giờ bạo lực học đường đã không còn là giữa học sinh với nhau, mà hẳn là học sinh bạo hành cô giáo. Một câu tóm lược của báo Vietnamnet sẽ kết thúc video này ngày hôm nay. Từ vụ cô giáo bị dồn vào góc lớp, học sinh được bảo vệ, còn giáo viên thì ra sao? Chấm hỏi. Nhiều giáo viên xem xong đoạn video mà xót xa thay cho đồng nghiệp, học sinh đã quay lưng với truyền thống tôn sư trọng đạo. Xin chào và xin cảm ơn nếu các bạn đã xem đến đây và không quên ấn một ngón tay vào nút like cũng như nút đăng ký kênh này nếu bạn đã xem kênh mà chưa đăng ký để chúng ta tiếp tục gặp lại nhau nhé. Hot 3 Phút sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này, những thông tin mới nóng nhất và tất cả những ý kiến xác đáng nhất trong dư luận. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại!